Thằng này nó khôn thật anh ạ, nó định thịt anh 7 tỷ rồi đấy. Mày mang 1 tấn gỗ sang đây, cái món nợ 2 tỷ tao xóa cho. 1 tấn. Rồi thế phải để em bới lại cái đống gỗ của ông già để lại xem có đủ 1 tấn không đã. Có gì thì em báo lại anh. Tao cho mày 2 ngày đấy. Đâu mới cả từ lỗ mẹ mất mấy tỷ. Ồ thì hôm nay sao lại có chuyện gì mà buồn đi, mấy hôm thấy anh vui thế cơ mà. Cuộc sống nó bế tắc rồi em ạ, từ cái lô gỗ tử đàn ấy lỗ 2 lô liền, anh nói em lỗ gần chục tỷ. Thế là hôm nay chủ nợ đến nó siết nợ, mà thằng ấy nhà anh 1.000 pho tượng mà nó chỉ dình nó lấy cái loại gỗ này thôi, nó yêu cầu anh 1 tấn gỗ này. Ôi rồi đấy, nó cứ cái loại mà nó bảo là 1 tấn. Thế là anh đang đi gom cả tượng vào mới được có gần này đây. Ừ thế à? Thế đây gỗ gì mà sao lại nó đọc lấy mỗi gỗ này đấy anh? Thì cục này thì ngày xưa ông già ông để lại trong kho. Trong kho thì anh còn khoảng tầm 300-400 cân. Mới cả là hàng còn đục rồi nữa. Thì là khoảng gần 1 tấn. Thì cái loại này thì anh chưa biết là nó loại gì mà không hiểu ra, nó cứ đẻ nó lúc bảo cái loại này nó lấy thôi. Rồi ok, nhưng mà nó bảo là nó sẽ gán nợ cho anh bao tiền đấy? Anh nợ nó 2 tỷ. Rồi ok, để em sẽ kiểm tra cho anh nhá. Khả năng chắc đây là gỗ quý đấy. Anh chả biết là gỗ gì mà sao nó cứ nhè gỗ này ra, nó bắt anh lấy. Em cầm thì cái phôi này đây chắc là hàng gốc gác rồi anh ạ. Đấy, nhìn qua thì nó có cái màu hồng. Đây, màu hồng thôi, có những cái đường vân đen như này. Thì cũng đoán đây là cũng là một khả năng là dòng gỗ quý thôi. Thì bây giờ thì mình thử tạc ra xem thế nào nhá. Kiểm tra cho anh mà. Okay. Không biết là gỗ gì mà cái thằng này nó cứ tinh, nó cứ bóc ra lấy cái này. Ok nhá, em sẽ thử tạc ra xem là gỗ này nó sẽ như thế nào nhá. Đây là phần da gỗ này, da gỗ nó rất là mịn. Cái tom gỗ này thì nó mịn lắm anh ạ. Đấy. Ông già anh để lâu rồi, ông đấy. Già anh để ông kho lâu lắm rồi. Tom gỗ này rất là mịn này. Đây. Và cái dòng này thì đây là dòng gỗ thuộc họ đậu rồi, bởi vì là những cái đường vân nó rất là xít vào nhau. Đấy. Thì để em sẽ cảm nhận nhá. Em nhìn nghi thì đây là một cái dòng gỗ sơ qua dòng rất là giống dòng gỗ chắc anh ạ. Chắc là chắc sao được. Đấy. Nhưng mà nếu như mà chắc thì để mà bảo đổi 2 tỷ 1 tấn thì khả năng là anh đổi ngay. Đúng, thực sự là ngon luôn. Anh đổi ngay. Nhưng mà để em thử cảm nhận mùi hương thơm nhá. Cái loại này thì sướng anh ạ, thơm sướng lắm anh ơi. Thơm mà. Anh có thấy mùi hương thơm nó man mát không? Nó có. Đấy. Loại này có mùi hương thơm nó man mát này. Thế là thằng này nó lại thích gỗ thơm à? Nó rất là dễ chịu. Nhưng mà loại này thì nó sẽ không phải là những cái dòng gỗ hoàng đàn, bởi vì là mùi hương thơm này nó không giống hoàng đàn cho lắm. Để em sẽ cho tạc thêm một tí nữa nhá anh nhá. Ok. Tạc thêm một tí nữa cho nó rõ ràng hơn. Thằng nào cũng phải trả lợ mà. Đấy. Anh ơi. Đây rồi, đây là có những cái đường vân nó rất là đường vân chỉ đây. Đây, vân chỉ đây này. Đấy, nó đan xen như này. Thì em biết dòng này là dòng gì rồi anh ạ. Đấy, nó có một hương thơm mát tự nhiên. Đây là thứ hai là có cái đường vân chỉ. Cuối cùng là dòng gì? Thì cái loại này là dòng gỗ sơ giản Quảng Bình anh ạ. Ai à, mẹ bảo sao khôn thế, mẹ nó rồi anh 1 tấn đấy em ạ. Đấy, thì loại này này, hiện tại thì thị trường ấy rất là ít và khan hiếm. Và nó đang bán với giá là trên 10 triệu trên 1 kg. Đấy. Được nhờ. Nên là anh tích góp được bao nhiêu nhỉ? Cái này của anh khoảng tầm nửa tạ rồi. Nửa tạ, thế cục của nhà là được tấn đấy anh? Được gần tấn, cả nhà nữa là gần tấn. Thế tính ra là gần chục tỷ đấy anh ạ. À, cái mẹ rồi đổi của anh 2 tỷ đấy. Thế nên là sau pha này là anh bán luôn này đi, là anh thừa tiền trả nợ đấy nhá. Tính ra là phải thừa khoảng tầm 7 tỷ đấy. Ui ngon, mà cảm ơn chú nhá. Chú mà không đến kịp thời là anh bán cho lại có 2 tỷ thôi. Đấy thì chúc mừng anh nhá. Ôi ngon, lại có tiền đầu tư gỗ tiếp rồi. Nhưng mà lần sau nhớ là đi đầu tư ở đâu là phải bảo em đấy. Nhất trí, nhất trí, không. Nhất trí.